tìm hiểu các phương pháp sàng lọc trước sinh phổ biến hiện nay. Xét nghiệm NIPT là một trong những xét nghiệm nên thực hiện sàng lọc trước khi sinh. Ngày nay, xét nghiệm NIPT gần như trở thành một thủ tục bắt buộc với mỗi sản phụ. Xét nghiệm có thể giúp chúng ta phát hiện các bệnh, rủi ro của thai nhi để có hướng giải quyết tốt nhất. Hãy so sánh double test, triple test và NIPT, ba phương pháp sàng lọc phổ biến hiện nay nhé. 1. Double test. Double test là xét nghiệm dựa vào hai bước, xét nghiệm hóa sinh và khám siêu âm đo độ mờ da gáy. Đây đều là các quy trình không xâm lấn, được thực hiện vào tuần thai thứ 11 đến 13. Nhiệm vụ chính của double test là tìm nguy cơ thai nhi mắc hội chứng Down, Edwards và Patau. 2. Triple test. Triple test cũng là một loại xét nghiệm không xâm lấn, nên không lo gây ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và bé. Triple test đánh giá nguy cơ mắc dị tật nhất định của trẻ dựa vào 3 thông số qua xét nghiệm máu. Sàng lọc này được thực hiện muộn hơn double test, ở tuần thứ 15 đến 20 của thai kỳ. Lúc này thai nhi đã phát triển hơn một chút, nên xét nghiệm sàng lọc sẽ có giá trị hơn. 3. Sàng lọc trước sinh không xâm lấn NIPT. Xét nghiệm NIPT có thể coi là phương pháp hiện đại, sàng lọc không xâm lấn mới hơn cả trong 3 loại. NIPT xét nghiệm phân tích các ADN tự do ở trong máu của bà bầu. Vì biểu hiện bệnh dị tật đa phân đều thể hiện ở sự đột biến ADN như bất thường về số lượng, cấu trúc nhiễm sắc thể, nên phân tích ADN tự do sẽ cho ra các phát hiện nếu có bệnh. Trên đây là 3 loại xét nghiệm sàng lọc phổ biến hiện nay. Mong rằng mẹ bầu có thể lựa chọn được loại xét nghiệm phù hợp để theo dõi sức khỏe thai kỳ ổn định và làm xét nghiệm đúng thời gian có kết quả chính xác nhất.